Hi, chào các bạn. Bây giờ mình đang ở sân bay New Delhi. Ai nói đi du lịch sướng đâu. Bây giờ mình phải ngủ ở sân bay đây. Để ngày mai mình sẽ bay đến sân bay Mumbai. Hẹn gặp lại các bạn tại Mumbai. Chào mừng các bạn đến với Mumbai. Có bao giờ các bạn thử cảm giác là cứ lên máy bay và đi chơi thôi, không biết lịch trình mình sẽ đi đâu và làm gì không? Mình tới thành phố Mumbai chỉ vì một tò mò duy nhất, đó là muốn xem thành phố bậc nhất của Ấn Độ có hơn những thành phố khác hay không. Lần đầu tiên đi xét cái quay mà bị chạy chuyến nửa tiếng đồng hồ, đợi gần chết. Đây là một trong những máy bay hạng sang của Ấn Độ đó các bạn. Năm giờ sáng máy bay của mình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Mumbai. Mình đã từng nghe ở đâu đó nói rằng nếu sống được ở Sài Gòn thì sẽ thích nghi rất là nhanh với nhịp sống của Mumbai. Nếu Trung Quốc có Bắc Kinh và Thượng Hải, Việt Nam có Hà Nội và Sài Gòn, thì Ấn Độ có Delhi và Mumbai. Vừa mới xuống sân bay thôi là đã thấy ấn tượng rồi đó. Sân bay này có tên là Chhatrapati Shivaji. Rất là đẹp, chưa bao giờ mình thấy một cái sân bay nào mà nó lại thiết kế đẹp như vậy. Đúng là sân bay là cái nơi mà đón khách đầu tiên nên phải để lại ấn tượng đầu tiên, và Mumbai đã biết tận dụng điều đó. Chào các bạn đến với Mumbai. Mình vừa hạ cánh xuống Mumbai này các bạn. Đây là sân bay Mumbai nha. Bây giờ mình sẽ đi vào trung tâm thành phố để đi chơi Mumbai xem là nó như thế nào ha. Vì cái sân bay này quá lộng lẫy đi nên mình cũng muốn đi một vòng để cho mọi người xem. Đây là một sân bay rất là ấn tượng. Đây không chỉ là một cái sân bay đâu mà phải nói là cả một cái công trình nghệ thuật luôn đó. Mọi chi tiết thiết kế ở đây rất là tỉ mỉ và tinh tế. Mọi người xem những cái hình thù trang trí ở đây cũng rất là lạ nè, cũng đặc trưng, rất là đặc trưng của Ấn Độ luôn. Đây là cái sân bay mà đông đúc thứ hai ở Ấn Độ chỉ sau sân bay New Delhi. Ở đây thì trung chuyển đi đến rất là nhiều các quốc gia ở châu Phi và Trung Đông. Được đặt chân tới sân bay này thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ có cái nhìn khác về Ấn Độ. Mumbai thì ngày trước được gọi là Bombay, là thủ phủ của bang Maharashtra, là thành phố đông dân nhất của Ấn Độ, và theo ước tính thì thành phố này đã có khoảng dân số hơn 22 triệu người rồi. Hai quốc gia mà mình thích đi nhất vẫn là Ấn Độ với Trung Quốc. Hai đất nước này thì có lịch sử rất là lâu đời, nền văn minh mấy ngàn năm luôn và có bản sắc độc đáo mà các bạn khó tìm thấy ở đâu khác trên thế giới. Và đặc biệt là nếu ai là người con của Phật thì sẽ càng muốn quay trở về với cội nguồn. Dù là xứ Ấn này có ngột ngạt, đông đúc, ô nhiễm đi nữa thì vẫn là nơi rất là thú vị để chúng ta cân nhắc đi xe dịch tới đây. Mình thì biết tới Mumbai qua những cái bộ phim và điệu nhảy của Hollywood, như là những cái bộ phim nổi tiếng gần đây như là Triệu Phú Khổ Ổ Chuột hay là Khách Sạn Mumbai. Mình thì đã từng ở Sài Gòn nên mỗi lần mà có nhớ cái không khí xứ Ấn thì sẽ lại cái ngôi đền Bà La Môn ở ngay trung tâm của quận nhất luôn, để hít khói hương và ăn các món ăn của Ấn Độ cho đỡ nhớ. Riêng mình thì thấy là Sài Gòn với Mumbai có nét gì đó rất là hao hao, như là những cái công trình mà của thực dân để lại nè. Khu ổ chuột của Mumbai cũng giống na ná với những cái căn nhà sập sệ bên bờ kênh ở Sài Gòn. Giao thông di chuyển trên đường thì cũng rất là giống. Ở bên này thì người ta cũng chạy xe máy rất là đông, đã vậy còn bóp kẹn đến nhức cả đầu, và cũng kẹt xe này nọ rất là mệt mỏi. Nhưng mà bên này thì người ta sẽ chạy bên tay trái giống như là ở nước Anh. Còn đây là hình ảnh mà triều cường lên ở Mumbai, là mình nhớ tới những cái lần mà phải bị bõm đi làm trong những cái cơn mưa lớn ở Sài Gòn. Cách xây dựng nhà cửa nè, rồi quy hoạch ở bên này sao mình thấy cũng rất là giống với Sài Gòn ha.
những cái mảnh đời mà mưu sinh ở trên đường phố cũng làm mình rất là nhớ nhà. Ở đâu thì cũng có những người phải chật vật buôn gánh bán bưng ở trên đường phố. Còn cái này là mấy cái chợ cá người ta bán ở trên đường phố luôn, ở thành phố Mumbai, rất là giống với những cái chợ ở Việt Nam mình. Còn cái này là hình ảnh tổng thể của trung tâm Sài Gòn và Mumbai. Mọi người có thấy nó trông giống không? Đây chính là cái trung tâm của Mumbai đây các bạn. Và Mumbai là nơi thể hiện rõ nhất khi mà Ấn Độ dưới chế độ thực dân của thực dân Anh. Chính vì vậy mà đi khắp Mumbai thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều những kiến trúc mang đậm dấu ấn thực dân của kiến trúc Anh, rất là đẹp và cổ kính. Các bạn thấy dù là đây là trung tâm nhưng mà giao thông lại rất là hỗn loạn, mọi người đi cũng không có trật tự theo nề nếp. Nếu như các bạn nghĩ giao thông Việt Nam thực sự rất là tệ thì hãy một lần đến với Mumbai, các bạn sẽ biết là giao thông ở đây nó kinh khủng như thế nào. Và đặc biệt đó là ai cũng có thể bóp kèn hết, vừa chạy vừa bóp kèn, giống như bóp cho vui vậy đó các bạn. Và cứ mỗi lần mình đi Ấn Độ về xong thì có hai thứ mà mình nhớ nhất, đó là một đó là bụi Ấn Độ, và thứ hai đó chính là tiếng còi. Đó chính là hai đặc trưng mà khi mỗi lần các bạn đến Ấn Độ thì các bạn sẽ được trải nghiệm hai cái điều thú vị đó, hai điều mà khiến các bạn phải đinh tai nhức óc và rất là mệt mỏi. Bạn có biết sự giống nhau của Ấn Độ và Trung Quốc thời thực dân là cái gì không? Đó là cả hai nước rộng lớn này đều bị đế quốc Anh rất là thèm thuồng. Nhưng mà có sự khác biệt rất lớn, đó là nếu triều đình nhà Thanh luôn cố gắng khước từ các mối giao thương và bài xích văn hóa của phương Tây, thì Ấn Độ là ngược lại, triều đình Maratha của Ấn Độ lúc đó đã quy phục trước những cái hứa hẹn của thực dân Anh, còn suy tôn nữ hoàng Anh làm nữ hoàng của nước mình. Và dưới sự thống trị của người Anh, xứ Ấn đã rơi vào một cái thời kỳ tủi nhục nhất trong lịch sử. Ấn Độ trở thành tài sản có giá trị lớn nhất của đế quốc. Mọi người còn nhớ tới công ty Đông Ấn Anh không? Công ty này có trụ sở tại Bombay này. Công ty này thì rất là lớn và có tiếng, được so sánh ngang với những cái tập đoàn lớn hiện nay như là Google hay là Apple. Nhưng mà công ty này đã biến Ấn Độ trở thành nơi sản xuất và xuất khẩu thuốc phiện sang Trung Quốc, làm triều đình nhà Thanh cực kỳ căm phẫn vì tình trạng nghiện ngập tràn lan khắp mọi nơi lúc đó. Nhưng mà thực dân thì rất là khó quy phục những cái nước có văn minh lâu đời như là Ấn hay là Trung. Mumbai hiện nay còn có rất là nhiều công trình của thực dân để lại, nhưng mà chỉ còn là những cái xác Anh hồn Ấn mà thôi. Ấn Độ tưởng đâu là có thể nhờ vào đế quốc để mà cải tổ, ai dè đâu lại bị đế quốc sâu xé và khai thác tài nguyên khoáng sản và lao động. Và cuối cùng thì Ấn Độ vẫn rơi vào tình trạng là nghèo nàn và lạc hậu như hiện nay. Đây chính là kiến trúc đẹp nhất và lớn nhất ở cái trung tâm của Mumbai đây các bạn. Và hiện nay thì nó được sử dụng để làm cho cái trạm trung chuyển của Mumbai. Ở trong đó thì người ta thiết kế những cái tàu điện hay còn gọi là subway của Mumbai, là hệ thống mà dắt cho tất cả mọi người đi đến tất cả những cái khu vực của Mumbai. Đây là một cái công trình di sản UNESCO. Nhà ga này thì trùng tên với sân bay Mumbai đó. Nó có tên là Chhatrapati Shivaji, là vị hoàng đế đã sáng lập ra triều đại Maratha ở Ấn Độ. Khu này thì khá là giống với Bến Thành ở Sài Gòn, là nơi tham quan sạch sẽ và có thể nói là nơi nếp ở Mumbai rồi. Công trình này thì rất là bề thế và to lớn. Nó là tòa nhà lớn nhất mà thực dân đã để lại cho Mumbai. Và Mumbai là một thành phố rẻ và rất là năng động. Ở đây thì rất là nhộn nhịp các bạn. Và hiện nay thì Pahoka, mình đang có mặt ở trạm ga tàu chính của Mumbai này các bạn. Ở đây thì rất là nhộn nhịp và hàng ngày thì có hàng triệu lượt người đến đây để di chuyển, và họ di chuyển khắp thành phố Mumbai. Còn bên này là nơi mà mọi người sẽ lên tàu, họ mua vé bên này, xe đó sẽ đi qua bên đây. Còn thấy ở đây rất là đông, rất là nhộn nhịp này các bạn. Thực sự người gì mà đông dữ thằng ôn vậy. Đây chính là hệ thống đường ray do công ty Đông Ấn Anh xây dựng và là hệ thống đường ray cổ xưa nhất của châu Á mình đó. Sau này thì nó mới được mở rộng ra thêm nhiều tuyến nữa. Hệ thống này thì sẽ kết nối các vùng ngoại ô, giúp cho bà con đi vào trung tâm của Mumbai để làm việc và có thể giảm tải giao thông khi mà tình trạng kẹt xe ở đây quá là khủng khiếp. Hệ thống này thì khá là phức tạp nên mình khuyên các bạn không nên sử dụng vì có thể bị lạc đó. Nhiều người còn đi chua vé nữa vì việc kiểm soát vé ở đây khá là lỏng lẻo. Nhưng mà nếu bị nhân viên kiểm tra đột xuất mà trúng vé thì sẽ bị phạt rất nặng. Nhà ga này thì từng xuất hiện trong MV ca nhạc của triệu phú của ổ chuột. Và ở Mumbai này thì cũng đã có tuyến metro từ rất là lâu rồi.
Xin chào buổi sáng từ Mumbai các bạn. Đây chính là Khải Hoàn Môn ở Mumbai. Từ đây thì mình sẽ bắt một cái chiếc phà 1 tiếng đồng hồ để đi ra bên ngoài. Bên đó họ có xây một cái hang rất là đặc biệt. Cách đây 1 tiếng đồng hồ đi tàu. Ở đây cũng là bến phà của thành phố Mumbai luôn các bạn. Bây giờ chúng ta hãy đi tham quan cái hang động mà nhất định các bạn phải đi tham quan khi mà các bạn đã đến Mumbai. Đây chính là cổng Mumbai nằm bên bờ biển Ả Rập. Ngày xưa thì thống đốc hay là nữ hoàng Anh có đến Ấn Độ đều phải đi qua chiếc cổng này đó. Ngày mà Ấn Độ được độc lập, tức là vào năm 1947, thì lính Anh cũng đã rời Ấn Độ tại đây. Chỗ này thì là nơi hóng mát của dân thành phố và là điểm tham quan thu hút khách du lịch bậc nhất ở Mumbai này. Và kế bên Khải Hoàn Môn thì mọi người sẽ thấy đó là khách sạn Taj Mahal. Nhiều người cũng đã biết tới chỗ này đó, một khách sạn rất là nổi tiếng nhờ tài tiếng sau cái vụ khủng bố năm 2008. Theo người ta kể lại thì nhóm người bịt mặt này đã tấn công và nhắm vào những cái người khách du lịch ngoại quốc làm con tin, đặc biệt là tấn công vào người Anh và người Mỹ, làm rất là nhiều người thương vong. Để hiểu thêm thì mọi người có thể xem lại cái bộ phim là Khách sạn Mumbai, rất là hay. Phim này thì được dựng lại để tưởng nhớ sau 10 năm vụ tấn công. Và khi mà coi phim đó thì mình thật sự thấy quá là man rợ đi. Nếu là mình là khách du lịch rơi vào cái tình huống đó thì cũng sẽ cảm thấy rất là sợ hãi và không biết phải xử lý như thế nào. Và khách sạn Taj Mahal hiện nay thì vẫn còn hoạt động rất là bình thường, thậm chí là còn đắt khách hơn ngày xưa nữa kìa. Bây giờ thì mình sẽ lên tàu, giá vé thì chỉ có 35.000 một người thôi. Mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một cái địa điểm rất là cổ kính ở Mumbai này. Từ đây nhìn vào thì có thể thấy được khách sạn Taj Mahal cùng với cái cổng Mumbai. Đây chính là vịnh biển Ả Rập đó, bên kia của vịnh biển đó chính là đất nước Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ở trên vịnh biển của Mumbai thì mọi người có thể thấy là có rất là nhiều những con hải âu như thế này. Và chúng sẽ bay theo những chiếc tàu để mà du khách sẽ cho chúng ăn. Mình thì cũng chưa từng thấy chim hải âu ở đâu mà nhiều như thế này, nó bay theo những chiếc tàu rất là đông. Giờ thì mình đã ra khỏi bến cũng khá là xa rồi, đằng sau lưng mình đó chính là thành phố Mumbai đó. Đây, trời ơi, mọi người xem những chiếc tàu chở khách mà nó giống như những cái chiếc tàu đánh cá vậy đó. Thường thì những con chim hải âu nó sẽ bay theo nhiều như thế này. Và tàu của chúng ta sắp đến với hòn đảo rồi. Ai cũng thích những cái ngày tháng mà cứ tự do tự tại như thế này, cũng giống như những con chim cứ bay hoài mà không biết mỏi vậy đó. Sau khoảng hơn 1 tiếng thì bây giờ tàu đã cập bến rồi nè. Đây là một cái hòn đảo còn chứa rất là nhiều những cái huyền bí và bí ẩn còn sót lại từ thời cổ đại của thành phố Mumbai. Chào các bạn, cuối cùng thì mình cũng đã đến được Elephanta hang động. Đây là di sản thế giới nha các bạn. Bên dưới lội bộ lên đây là khoảng 10 phút leo lên núi. Ở đây thì là một cái hòn đảo. Bây giờ hãy đi vào trong xem là họ thờ cái gì ở trong hang động. Không có ở đâu mà tại Ấn Độ mà mọi người có thể tìm thấy rất là nhiều những cái hang động cổ như thế này. Tại bang Maharashtra này, ở đây thì người ta phát hiện ra có 5 cái ngôi đền của Hindu và 2 ngôi đền của Phật giáo được tạc vào trong những cái vách đá, hang đá. Và theo khảo sát thì những cái ngôi đền này được tạc vào thế kỷ thứ 5, tức là cách đây khoảng 1.500 năm. Và bên trong cái nơi này chính là nơi mà đặt cái linga của thần Shiva. Ở xung quanh này thì có rất là nhiều những cái tạc tượng khác nhau nữa. Và đây chính là tượng của Shiva trong tư thế yoga. Thần Shiva được xem như là thánh tổ của yoga, được gọi là Mahayogi. Đây là bức tượng có tên là Ganga Hara, thể hiện rằng thần Shiva đã mang dòng chảy của sông Hằng xuống để phục vụ con người.
Kế bên đó là bức tượng của thần Shiva tam diện, rất là đẹp và nổi bật. Đây chính là bức tượng thể hiện cho ba cái đặc tính của thần Shiva, đó là sáng tạo, bảo vệ và hủy diệt. Những cái bức tượng tạc này thì rất là đẹp và rất là lớn, mọi người có thể thấy là nó rất là cao, tầm 6 mét. Đây là thần Rama đang ngồi và thần Vishnu ở đằng sau. Họ đến để chúc phúc cho thần Shiva. Thần Shiva là vị thần tối cao của đạo Hindu giáo. Bức tượng này thì thể hiện cái lễ đính hôn của vị thần Shiva với Parvati. Bạn có thấy bức tượng đằng sau người phụ nữ không? Đó chính là phụ vương của Parvati, có tên là Himavat và là người cai trị cái vùng đất Himalaya thời Ấn Cổ. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái thần Apsara đến chúc phúc cho lễ đính hôn của thần Shiva và Parvati. Đây các bạn thấy không, ở phần dưới cái cột này là cái phần phục dựng lại, bởi vì nó đã bị phá hủy trước đây. Sau này thì UNESCO mới phục dựng nó lại. Rất là đau buồn các bạn ạ. Bởi vì trước đây thì Bồ Đào Nha đã đến xâm lược Mumbai và sau đó thì họ mới nhượng lại cho thực dân Anh. Nhưng mà khi đó thì hang động Elephanta này thì đã bị hư hại rất là nhiều. Họ đã dùng những cái súng đạn và đại pháo để phá hủy những cái bức tượng ở đây. Bởi vì theo đạo Thiên Chúa thì người ta không có thờ thần linh nào khác ngoài Thượng Đế và không có được thờ tự những bức tượng như thế này. Các bạn hãy nhìn ở đằng kia để thấy được thực dân đã phá hủy những di sản và thần linh của chúng tôi như thế nào. Và bạn xem ở trên bức tượng đá này còn rất là nhiều những cái dấu đạn, những cái hình viên đạn còn dính lại ở trong những cái bức tượng. Mumbai, một thành phố trẻ rất là năng động, nhưng mà cách đó không xa thôi thì cũng có một cái hang động 1.500 tuổi, rất là to lớn như thế này. Nếu các bạn có dịp đến Mumbai thì cũng hãy ghé vào đây để thưởng ngoạn và tìm hiểu về những cái di tích rất là đặc biệt này ha. Giờ thì chúng ta sẽ quay trở về với thành phố Mumbai, đi tàu ngược lại, và đây chính là quang cảnh của toàn thành phố. Tới trung tâm của thành phố thì bây giờ cũng đã xế chiều rồi và thành phố bắt đầu lên đèn rất là lung linh. Ở đây mọi người thấy là những cái tòa nhà theo kiến trúc Anh cũng lên đèn sặc sỡ. Đáng vậy còn gặp tình trạng kẹt xe nữa, mọi người muốn nghe thử là ở đây họ bóp kèn kinh khủng như thế nào không? Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3... Những chuyến tàu ở Mumbai thì cứ bận rộn như thế này từ sáng cho tới tối. Đàn ông và đàn bà thì sẽ ở những khoang riêng, không có đụng chạm nhau. Tối đó thì mình thử đi tàu về khách sạn mà thấy mình giống như là một kẻ lơ xe ở xứ người vậy. Nếu không vì cơm áo gạo tiền thì chắc mình cũng sẽ không chọn những nơi đông đúc ngột ngạt thế này để mưu sinh đâu. Sáng mai thì chúng ta sẽ đi tham quan nhiều nơi khác nữa nha. Namaskar, chào các bạn. Đây là cái kiểu áo truyền thống của người Ấn Độ, gọi là kurta. Thì nam và nữ họ đều mặc cái áo như thế này. Bạn thấy giống áo dài của Việt Nam không? Và có đường xẻ nữa này, y chang luôn. Các bạn biết thì mình đang ở Mumbai và cái bộ phim Triệu Phú Khu Ổ Chuột rất là nổi tiếng đúng không? Nên hôm nay mình sẽ quyết định đi đến khu ổ chuột của Mumbai xem là như thế nào. Ok, chúng ta hãy cùng đi đến khu ổ chuột nha. Đây là Uber nè các bạn. Uber ở Việt Nam mất rồi nhưng mà ở Ấn Độ thì vẫn còn rất là thịnh hành. Và bây giờ thì mình đang đứng trước mặt lộ của khu ổ chuột của Mumbai. Đây chính là một trong những khu ổ chuột lớn nhất trên thế giới đó. Và thực sự nó có nguy hiểm hay không và cuộc sống ở bên trong của khu ổ chuột này như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi vào bên trong để tìm hiểu và khám phá nha. Và đây là tour guide của mình ngày hôm nay. Hi. Hi. Nice to meet you. What's your name? Dinesh. Dinesh? Dinesh. Yeah, okay. Where the Slumdog? This way. Slumdog on the other side of the railway track. Yeah. We cross the bridge. And before crossing it, I will give you an information about the slum. Yeah. And what we are going to do, what we are going to not. And what we are allowed to do and not. Yeah. That I will explain you on the bridge. Okay. And then we'll start our tour from there. Okay, let's go now. Okay.
Bởi vì cái khu này thì rất là nổi tiếng sau cái bộ phim Triệu Phú Khô Ổ Chuột. Bởi vậy thì có rất là nhiều người đến đây để tham quan và tìm hiểu về cuộc sống của những người dân họ sống ở trong cái khu ổ chuột như thế nào. It makes this one the most densely populated place in this whole planet. Yeah. In Dharavi, we have 10,000 different types of industries. The annual turnover of the slum is around $1 billion per year. And believe me, the amount is just to show the government what they are earning to pay tax. So they might be earning 2 or 3 times more than that. What makes Dharavi so different? Because of its productivity. We don't allow you to take pictures. The reason inside is because the people in the slum, they have a negative thinking about outsider. Because what they have shown in the movie Slumdog, that the slum is poor, people don't have jobs and all stuff. But there's nothing like that. You are going to see the other side of the slum today. The slums, Mumbai slum is the richest slum in the world and the expensive slum in the world as well. And why it is expensive, that you will get an answer inside. Đó chính là Dharavi, nơi có lượng dân cư lớn như là thành phố San Francisco của Mỹ, tập trung trong một khu vực có diện tích chỉ bằng một cái công viên của trung tâm New York. Trung bình thì có khoảng 80 người dùng chung một cái nhà vệ sinh công cộng và cứ gia đình 8 người thường tập trung trong một phòng chỉ rộng khoảng 9m². Qua trận đại dịch cho thấy nơi này có tỷ lệ miễn dịch cộng đồng rất cao, từ trong huyết thanh của họ, có thể vì ở đây đã quá dơ nên hệ miễn dịch của họ rất mạnh. Và đây chính là nhà ga xe lửa để phục vụ riêng cho bà con của khu ổ chuột này. Mọi người thấy là cái trạm này thì bị sét hoàn toàn luôn. Những cái cầu thang và lan can đều bị sét hết. Thiệt là bất ngờ khi mà biết cái khu ổ chuột Dharavi này đã trở thành một cái điểm du lịch rất là được yêu thích tại Ấn Độ, vượt hơn cả Taj Mahal. Mà những cái hình ảnh tuyến tàu như thế này là mình nhớ đến những cái chuyến tàu ở trong bộ phim Triệu Phú Khu Ổ Chuột, khi mà những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở sống ở trong khu ổ chuột này đã phải lưu lạc mưu sinh trên những chuyến tàu thế này để tìm kế sinh nhai và cuộc sống chính mình. Mọi người có thể tìm lại bộ phim đó, rất là hay. Wow. Ổ chuột có tên là Dharavi này các bạn. Và đây chính là cửa đi vào bên trong. Người ta hay nói rằng cái khu ổ chuột thì rất là nguy hiểm, nhưng mà theo người hướng dẫn viên của mình nói thì ở đây cũng không thực sự là nguy hiểm đâu, mà họ thậm chí là sống ở trong đó và không hề đi ra ngoài và kiếm tiền ở trong cái khu ổ chuột luôn. Đây là một trong những cái khu ổ chuột mà lớn nhất trên thế giới. Các bạn thấy ở đây đàn ông rất là nhiều. Đàn ông ở Ấn Độ thì họ làm tất cả các việc các bạn, từ buôn bán, kinh doanh và đảm đang những cái công việc mà kiếm tiền. Phụ nữ các bạn thấy ở ngoài đường rất là ít. It's a skywalk for the people. Wow. You go to the station. The skywalk. It's a public crossing there. Còn các bạn thấy đây là một cái đường ở trên không dành cho người đi bộ. Họ sẽ đi đến cái trạm xe lửa. Các bạn hãy xem đây này, đây là một cái cơ sở gia công. Đây là những cái thùng mà họ chứa dầu đó. Người ta sẽ gia công làm cho nó sạch mới lại và sau đó sẽ bán lại cho những công ty. Và những công ty đó sẽ đổ dầu vào đây để tiếp tục bán ra thị trường. Oil paint can. A can, okay. Empty can, they reuse it. They make it look new. This is where they make suitcase bags. Và bên này các bạn sẽ thấy đó là một cái cơ sở làm đế giày gia công. Thôi mới thấy đúng như cái anh bạn của mình nói, khu ổ chuột cũng chỉ là một nơi làm ăn thiện lương của người dân mà thôi. Còn sức lao động là có thể kiếm được tiền. Thôi mới biết được sự chênh lệch giàu nghèo ở cái xã hội này. Một bầy dòi lúc nhúc trong một miếng thịt thối lại thấy ngon, trong khi một bầy sư tử ở trong chuồng được cho ăn đầy đủ lại không thấy hạnh phúc. Cuộc đời đúng là trái ngang. Trong này thì người ta làm đủ các ngành nghề để có thể kiếm sống. Họ vẫn lao động, vẫn kiếm được tiền, tức là vẫn còn tạo ra giá trị. Chỉ có điều là họ chưa đủ tiền để có thể dọn ra khỏi cái nơi này, chịu khó sống chật hẹp hoi hám vậy thôi. Hoặc là đang cố bám trụ để mà chờ thời lúc mà nhà nước quy hoạch thì cũng cầu may kiếm chút đền bù. Xã hội Ấn Độ có sự phân biệt đẳng cấp rất là lớn, và những người này cũng thuộc về đẳng cấp thấp trong xã hội.
Vậy mà còn có người còn thua xa những cái cư dân sống trong khu ổ chuột này đó. Thay vì lao động trong sáng đi kiếm tiền thì lại đi trộm chó bắt mèo, làm đủ việc xấu xa để kiếm sống. Và những người làm việc ở trong khu ổ chuột này, theo như anh hướng dẫn viên nói, là họ đến từ rất là nhiều những thành phố khác ở Mumbai. Họ tập trung vào đây để làm việc. Họ không có giấy phép, và những cái chủ kinh doanh ở đây cũng làm việc không có giấy phép luôn. Và một tháng thì họ có thể kiếm được mức lương là 10.000 rupee. Tức là mỗi ngày họ sẽ kiếm được khoảng 200 đến 300 rupee một ngày, là khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Khu mà xử lý rác thải này các bạn, rác thải nhựa sẽ tập trung vào đây, và sau đó họ sẽ phân loại ra rồi tái chế. Họ sẽ nghiền nát những cái nhựa này, rồi sau đó sẽ phân bổ đi bán cho các công ty để sản xuất các loại nhựa khác. Những cái ánh mắt dò xét dõi theo làm cho mình cũng có phần hơi ám ảnh. Xung quanh toàn là rác, và đi dưới những cái sợi dây điện to đùng chằng chịch. This is Sài Gòn hả? Never been. So Sài Gòn like this. I've seen one when I buy the NBA, I've seen District 8. Huh? Yeah. Said only China, I never seen the alley. Mấy cái con hẻm như vậy thì có xa lạ gì với mình ở đâu. Mình toàn là thấy rất là nhiều ở Sài Gòn với Hà Nội. Đây là bơm chua đây các bạn ạ. There's more. There will be curry and rice as well. This is a cracker. Right. It's a cracker. Rice cracker you call it. You think so you have the same thing? Cracker you have back home? Yeah, we have that. You have it? Made of skin of pork. Okay, no. Cái này là dài răng ở trong cái khu ổ chuột. Cái tô sẽ cho các bạn bao gồm ăn trưa luôn. Và tất nhiên là sẽ ăn chay nha các bạn. You have microphone in your ear. Một bữa ăn đúng là không nuốt nổi sau khi mình chứng kiến những gì đã thấy ở trong khu ổ chuột. Kết thúc chuyến đi và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Những con hẻm chẹt cứng hôi hám, những con kênh toàn rác thải và bốc mùi nồng nặc sọc lên tới não. Không gian sống quá tạm bợ và thiếu thốn như thế này, nhưng nó phản ánh đúng một cái xã hội. Mình sực nhớ đến những hình ảnh trong bộ phim Triệu Phú Khu ổ chuột, khi mà những đứa trẻ phải sống trên những cái bãi rác, bị bắt cóc nè, và phải xa gia đình và bị biến thành tàn phế để mà đi xin ăn. Mình không biết tương lai của những đứa trẻ như thế này sẽ như thế nào, nhưng mà có lẽ để trở thành triệu phú như trong phim thì diễn dòng quá. Đạo Hindu thì cũng như Phật giáo thôi, tin vào nghiệp báo và luân hồi. Nếu kiếp trước sống tệ bạc thì kiếp này sẽ đọa làm súc sinh hoặc là cuộc sống dưới đáy của xã hội. Nhưng ai cũng có thể chuyển nghiệp ở kiếp này nhờ tu tập và phấn đấu. Không ai có thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn được con đường đi của chính mình. Mumbai cũng rất là nổi tiếng về âm nhạc và điện ảnh Bollywood của Ấn Độ. Bạn có thích xem phim và nghe nhạc của Ấn Độ không? Và đây chính là một cái con đường dọc theo bờ biển Ả Rập, giống như một cái bờ kè vậy đó, nhìn ra biển. Và chỗ này là nơi ở của rất là nhiều nghệ sĩ Bollywood. Và những cái tài sản ở đây là một trong những cái vị trí đắt đỏ và đắt nhất hành tinh. Bây giờ thì mình vừa đến nhà của một trong những cái nghệ sĩ rất là nổi tiếng của Bollywood, đó là diễn viên, nghệ sĩ dẫn chương trình rất nổi tiếng trên thế giới và có thể nói là một trong những diễn viên giàu nhất của Ấn Độ, đó là Shah Rukh Khan. Và ở đây thì người ta chụp hình trước cửa dinh thự của ông ta. Mình thì thích phim Bollywood từ khi xem bộ phim Ba Chàng Ngốc, Đức Phật hay là Triệu Phú Khu ổ chuột, chứ chưa coi phim Cô Dâu 18 tuổi đâu. Nếu phim Hàn và Trung thì được yêu thích ở Đông Nam Á, thì phim Ấn Độ lại rất được ưa chuộng ở các nước Trung Đông và Ả Rập. Phim Bollywood thì có doanh thu triệu đô, nổi tiếng với dàn diễn viên đẹp nè, cảnh quay thì lung linh, tình tiết thì làm quá, nhưng mà cũng có phim xuất sắc phản ánh đúng cái thực tế của xã hội. Ở Mumbai này thì có rất là nhiều phim trường để các bạn có thể đi chơi cũng như là tìm hiểu về cái nền điện ảnh của Ấn Độ. Và các bạn có thể tới đây mua tour và đi vào tham quan. Mình thì đã đến những cái phim trường rất là lớn khác như là Universal ở Mỹ và cái phim trường Hoành Điếm của Trung Quốc lớn hơn nhiều. Nên ở đây thì cũng không nhầm nhò gì. Ở đây thì người ta đang chụp hình quay phim nè. Đây là một vài hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng. Điểm chung của họ là ai cũng có từ Khan ở cuối hết á. Và đây chính là đạo diễn diễn viên của bộ phim Ba Chàng Ngốc. Ở trong này thì cũng có một vài bộ phim đang ghi hình, nhưng mà họ không có cho mình quay phim lại. Bây giờ thì sẽ đi vào tham quan những cái phim trường mà họ đã dựng ra. Tất cả những cái cảnh trong phim đều là phục dựng cả. Như là đây là họ tạo nên một cái bệnh viện giả nè.
chỗ này thì để quay phim, ánh sáng, diễn viên đồ cho nó tiện. Còn bên này đó là một cái tòa án họ phục dựng ra để quy hình đó. Mumbai chính là cái nôi của Bollywood. Nếu bạn có đến Mumbai thì đừng quên ghé qua phim trường của Bollywood nhé. Giờ thì mời mọi người cùng xem qua một vài những cái điệu múa nổi tiếng của Bollywood nhé. Hôm nay thì đường phố đông đúc, phố phường thì nhộn nhịp, có đông hơn ngày thường một chút và người dân thì đi chợ mua sắm rất là tất bật vì đã đến ngày Tết của Ấn Độ rồi. Diwali là một cái lễ hội ánh sáng và các đạo như là Hindu nè, Kỳ Na giáo, đạo Sikh và đạo Phật Newa ở Nepal đều ăn cái Tết này và được tổ chức trong vòng 5 ngày. Vào khoảng tháng 10 hay là tháng 11 gì đó tùy vào chu kỳ của mặt trăng. Diwali cũng là ngày lễ ở Singapore nè, Pakistan, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, Nepal hay là Sri Lanka. Và cũng rất là hên là mình đến Ấn Độ vào đúng ngày lễ Diwali luôn, nên mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người về cái tập tục này hen. Hiện nay thì đang là lễ Diwali nên rất là nhộn nhịp. Mọi nơi đang bán rất nhiều hóa để trang ngoài. Lễ hội Diwali thì được tổ chức tới 5 ngày lặng, nó cũng lớn giống như là Tết Việt Nam gì đó và người ta rất là háo hức mong đợi cái ngày Tết này. Và đây là người ta đang bán rất là nhiều bột màu. Không phải là lễ hội Holi đâu nha, mà là lễ hội Diwali. Và ngày thứ 3 của Diwali là ngày Tết quan trọng nhất. Mọi người thấy thì ông này đang bán những cái bột màu rất là sặc sỡ và những cái nến để thắp đèn. Còn người ta mua bột màu để làm gì thì chút nữa mọi người sẽ biết. Đây người ta sẽ mua cái bột màu về rồi cả nhà cùng nhau ngồi trước cửa để vẽ thành những cái hình tròn, những cái hình bông hoa như thế này. Trước cửa nhà thì người ta sẽ rải rất là nhiều bông và trang trí bằng những cái dây bông vạn thọ. Đây là một cái thời điểm trong năm mà cả nhà cùng quây quần cùng nhau trang trí dọn dẹp nhà cửa, rất là vui vẻ và ấm cúng. Beautiful. Vì là lễ hội ánh sáng nên ban đêm mới là thời điểm mà lung linh và sặc sỡ nhất. Mọi nơi thì được thắp đèn bằng cả đèn điện và đèn cầy. Mình thì rất là háo hức và hân hoan khi mà lần đầu tiên được trải nghiệm một cái văn hóa tập tục ăn Tết của người Ấn Độ. Vào đêm của Diwali thì các nghi lễ trên khắp Ấn Độ sẽ dành riêng cho nữ thần Lakshmi, là nữ thần của sự giàu có và hanh thông thịnh vượng. Để chào đón cô ấy vào ngôi nhà của mình thì nhà cửa sẽ được dọn dẹp sạch sẽ và sẽ làm một cái lối bằng hoa và đèn màu để mời nữ thần và các vị thần vào bên trong ngôi nhà của họ để chúc phúc, để cầu mong rằng năm tới sẽ mang nhiều may mắn và hạnh phúc hơn. Hello. Cái nào vẽ cũng đẹp hết ha. Thấy ngộ ngộ phải không? Happy New Year, Happy Diwali. Và ngay lúc này đang là lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu giáo. Có rất là nhiều ánh sáng cũng như là nến được thắp ở bên ngoài cửa. Và đặc biệt là họ sẽ vẽ những cái vòng hoa ở trước ngay cửa và đặt thêm những cái ánh nến thắp sáng lên bóng đêm. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tham quan lễ hội Diwali của người Hindu giáo. Mọi người coi nè, tất cả mọi người đều ra trước cửa nhà và vẽ một cái hình vòng tròn bằng hoa rất là đẹp trước cửa nhà của mình, giống như để đăng thi xem là ai sẽ vẽ đẹp hơn vậy đó. Rất là đặc biệt, là đầu tiên mình thấy luôn. Ai cũng ăn mặc đẹp chứ, đứa bé xinh nha. Rồi đứa này đi hát cái gì? Hello. Xin chào.
Vào ngày Tết của xứ mình thì những cái đứa trẻ sẽ ăn mặc đẹp rồi sau đó cũng sẽ đi chúc Tết và đi múa lân tới tận nhà mỗi nhà để có thể kiếm chút tiền lẻ và tiền lì xì. Còn ở bên này Tết Ấn Độ thì những đứa trẻ cũng sẽ ăn mặc đẹp lên, mặc những cái bộ đồ sari của Ấn Độ, rồi sau đó sẽ đến chúc từng nhà rồi hát, tặng những cái bài hát. Rồi sau đó thì người lớn sẽ ban cho chúng bánh kẹo và chúc phúc, cầu may. Rồi sau đó cũng sẽ vẽ lên trán của chúng những cái bột màu để giống như là chúc phúc cho những đứa trẻ thật là nhiều may mắn. Ngoài ra cũng sẽ lì xì tiền giống như là ở xứ mình vậy đó. Mấy cái ông tướng nhỏ này cũng đang tụ tập để đi kiếm tiền lì xì nè. Nhóm con gái và nhóm con trai sẽ đi riêng với nhau rồi cũng tập trung trước mỗi nhà rồi hát một cái bài gì đó nghe rất là vui tai. Và tranh thủ vào những cái ngày lễ Tết như thế này nè thì cả gia đình sẽ rủ nhau đi ăn nhà hàng. Và đặc biệt hơn là ở Ấn Độ này đa phần là người ta ăn trường chay nha các bạn. Và có rất là nhiều những cái món ăn chay như thế này, nhà hàng ở khắp nơi. Đây các bạn thấy là nhà hàng rất là đặc biệt đúng không? Từ những người phục vụ cho tới thực khách, rất là đông người. Nhà hàng kín chỗ luôn đó các bạn. Các bạn sẽ thấy là bên ngoài rất là nhiều người đang đợi. Đây có gì đâu. Đây là tên của nhà hàng này các bạn, Maharaja Block. Yeah. Một trong những điều mà đáng ngưỡng mộ nhất của Ấn Độ đó chính là người dân Ấn họ ăn chay rất là đông. Và theo tỷ lệ thì mọi người thấy là trên 50% dân số của nước này ăn chay. Người Ấn Độ thì không ăn thịt bò không phải chỉ vì tôn giáo là họ tôn thờ con bò, mà nghiên cứu của khoa học cho thấy là thịt đỏ có nguy cơ tỷ lệ ung thư rất là cao. Và những người Ấn Độ họ đã ăn trường chay từ rất là lâu, nhưng mà tuổi thọ và sức khỏe thì rất là mạnh. Và đây là một trong những cách ăn chay buffet tại Ấn Độ. Người ta sẽ đi chăm đồ ăn cho bạn cho tới khi nào bạn từ chối và no nê thì thôi. Một phần như thế này thì có giá là 600 ruby, tương đương với khoảng 200 ngàn tiền Việt đó các bạn. Chào các bạn, đây là một cái món ăn rất là đặc trưng, không chỉ riêng ở Mumbai thôi mà còn của cả đất nước Ấn Độ nữa, có tên gọi là Thali. Đây là món thuần chay nha các bạn. Ở đây thì họ sử dụng những cái chén và đũa và muỗng đều bằng đồng hết, đó rất là đặc biệt. Họ sẽ đựng rất là nhiều gia vị ở trong này và sẽ ăn với chapati, một cái loại bánh mì rất là đặc trưng của Ấn Độ. Can I wash my hand here? Yeah. Yes. Yeah. Ok, thank you. Bởi vì đây là món ăn phải sử dụng bằng tay, bởi vậy họ sẽ rửa tay cho các bạn. Rất là nhiều người lo sợ là ăn chay sẽ bị thiếu chất và không có đủ dinh dưỡng. Đây là bảng so sánh lượng đạm trên mỗi 100g thức ăn mà mình sưu tầm được. Như cá hồi là 22g thì đậu nành đã là 34g. Cá ngừ 21g, còn đậu phộng là 27,5g. Còn thịt bò, thịt trâu thì 21g. Trong khi các loại đậu xanh như đen, trắng thì đã có khoảng 23g rồi. Vậy thì cho thấy là lượng đạm ở trong thực vật có khi ngang ngửa hoặc là hơn sản phẩm từ động vật. Và một người trưởng thành nặng khoảng 70kg thì chỉ cần khoảng 60g đạm một ngày thôi là đủ rồi. Và trong cuốn sách Minh Triết Trong Ăn Uống của Phương Đông có nêu lên những cái dẫn chứng cho thấy là con người có những cái đặc tính giống như động vật ăn thảo mộc khác với động vật ăn thịt như sau. Móng vuốt phát triển, một bên thì móng vuốt không phát triển. Loài ăn thịt thì có răng nanh, loài ăn thực vật thì răng rất là bằng phẳng. Nhai theo chiều dọc, một bên thì nhai theo chiều ngang. Khi mà uống nước thì dùng lưỡi, còn bên này thì uống nước thì dùng môi. Tuyến nước bọt không phát triển, một bên thì tuyến nước bọt lại rất là phát triển. Tuyến mồ hôi không phát triển, còn loài ăn thực vật thì tuyến mồ hôi cực kỳ phát triển. Còn đây là sự khác biệt về nguồn gốc của thực phẩm từ động vật như là thịt cá và thực vật như là rau củ. Bệnh thì có thể truyền sang người, bệnh không thể truyền sang người. Phải nấu chín và ướp rất là nhiều gia vị để khử mùi tanh, có thể ăn sống hoặc là không cần nêm nếm luôn.
chặt đầu là chết, càng ngắt đọt thì càng đâm chồi. Nguồn sống thì từ các loại khác, còn nguồn sống của cây cối thì từ vũ trụ, tức là quang hợp hoặc là thổ thủy. Khi giết mổ thì tiết ra chất độc. Còn thực vật thì rất là lành tính. Thịt thì có thể có thuốc tăng trưởng hoặc là chất bảo quản, còn để tự nhiên thì rất là mau hư thối. Còn thực vật thì có thể có thuốc bảo vệ thực vật bị đột biến gen, nhưng mà để trong tự nhiên thì lại lâu hư hơn. Đó là một vài thông tin, còn việc ăn chay hay ăn mặn thì tùy mỗi người, nhưng mà tốt nhất là nên hạn chế ăn thịt cá và trứng sữa. Cái này là nước nước nghệ nè các bạn. Nước nghệ có màu vàng. Ngon quá. Ăn xong thì họ sẽ cho các bạn một cái miếng trầu như thế này để tráng miệng nè các bạn. Trầu ha. Cái này gọi là pan ở Ấn Độ nha các bạn. Vị trầu có vị ngọt, có vị the, hình như rất nhiều đường. Cái mùi dầu rất là hăng các bạn. Trời ơi, bên ngoài là một cái không gian cực kỳ náo nhiệt và sôi động. Mọi người hả nhảy nhót khắp nơi để ăn mừng lễ hội Diwali. Và đây chính là những hình ảnh và không khí thực tế về cái Tết của người Ấn Độ. Một cái lễ hội mà rất là ít người Việt mình biết tới, chứ chưa dám nói là đã từng tham gia. Nếu như không có người thân ở Ấn Độ hoặc là đi du lịch vào đúng thời điểm, bởi vậy thì mọi người có đi chơi thì cũng phải canh mùa nè, rồi phải canh thời tiết, cũng như là canh đúng vào dịp lễ hội như thế này thì thực sự rất là vui. Người ta nhảy nhót ở khắp nơi, ca hát rất là tưng bừng. Mình thì rất là hên khi mà đi du lịch tới một quốc gia mà lại rơi vào đúng thời điểm như thế này để trải nghiệm văn hóa thực thụ của một quốc gia. Thôi mất tiểu à. Ngoài ca hát nhảy múa và trang trí nhà cửa thì người ta còn chơi pháo nữa. Lâu lắm rồi mình mới có dịp xem lại những cái chiếc pháo như thế này từ Tết của Việt Nam. Tối nay thì mình cảm thấy thật sự rất rất là vui khi mà được hòa mình vào cái không khí lễ hội và cái Tết truyền thống của người Ấn Độ tại Mumbai. Pháo bông được bắn lên và ai cũng mong chờ một năm mới thật sự tốt đẹp. Chúc cho bà con ở khu ổ chuột cống sẽ hóa duyên thành chuột hamster. Và chúc cho văn hóa hữu nghị Việt Ấn sẽ mãi vạn tuế. Cảm ơn mọi người đã xem vlog. Happy Diwali!